xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn sự hiện diện có mặt của quý khách trong hội. Và để góp vui với chương trình hôm nay, tôi xin gửi tới quý khách một bài hát có tựa đề là Đêm Qua Nhớ Bạn.
Vâng, xin được cảm ơn tiếng hát của chủ thôn. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời anh Hai Hưởng sẽ cùng giao lưu với một điểm chị với làn điệu dân ca quan họ Tương Phùng Tương Lộ, lẻ loi trên nhà sầu anh, để em bất thần năm canh đợi chờ, thương ai cho đến bao giờ, bao giờ họp mặt, bao giờ sánh đôi. À, tức là muốn là các ban tổ chức muốn là giao duyên thì đứng ở đằng xa, yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt biết lại bằng ba đứng gần. Vâng, tôi xin cảm ơn ạ. Xin chào tất cả quý vị, hôm nay đi trải hội du xuân, cho năm mới có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Xin thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Rất mong rằng quý vị cổ vũ cho tôi bài hát này song ca với một chị hai của quê hương Lộc Bào. Cảm ơn quý vị. Xin một tràng vỗ tay nào quý vị ơi. Cảm ơn. Thank you.
một lần sau hát và gây ảnh hưởng mà. Nói chung là sau ca với tiến sĩ qua là điện sĩ tân hoạt quan họ từ vùng tương hồ. Kính thưa quý vị, cuộc vui nào sự cũ và yêu hồn kết thúc, canh hát nào cũng đến lúc chia tay. Thì đi theo cái sự chỉ đạo của ban tổ chức thì bây giờ cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Người sư vẫn thường nói rằng có thực thì mới vực được đạo, phải không ạ? Và xin mời quý vị chúng ta sẽ giải lao cho chương trình buổi trưa và buổi chiều thì 13 giờ đúng 13 giờ 30 phút tức là 1 giờ 30 phút thì các thầy anh huyền chị của quê hương của câu lạc bộ đã được trở sức huyền để cùng với quý vị một canh hát huyền rồng trong buổi chiều ngày hôm nay để chào mừng lễ hội mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới. Và một lần nữa xin được trân trọng và cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện để cho các thầy anh và chị trong câu lạc bộ quan họ của quê hương Thương Lộc Bao thực hiện một chương trình hát huyền rồng đàn hóa dân ca chào mừng lễ hội. Nhưng trước khi khép lại tạm dừng chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tiến, bài hát Người ơi đến hẹn lại về. Người ơi quê tôi mau về.
ơn cùng với một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tiến, bài hát Người ơi đến hẹn lại về. Chúng tôi đã khép lại chương trình Hát Nhạc Rồng trong buổi sáng ngày hôm nay và xin được chúc quý vị một bữa trưa thật vui vẻ và xin hẹn lại quý vị trong chương trình buổi chiều. Xin được thông báo chương trình buổi chiều đúng 13:30, tức là 1:30, tức là con hỏi anh đưa con hỏi địa chỉ trong câu lạc bộ quan họ của quê hương thôn Lộc Bao, đây được xuất hiện sòng để chương trình là Hát Nhạc Rồng buổi chiều ngày hôm nay phục vụ toàn thể bà con nhân dân cùng đoàn du khách thập phương để chào mừng mùa lễ hội truyền thống của quê hương Lộc Bao năm 2019 xuân kỷ hợi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Con hỏi những mong đến ngày lại lên. Rồi ông ơi, hội liên hiệp với kia cho ông gì đấy nhá. Em nói câu hỏi, hỏi kia.